do ghi dấu ấn xây dựng và trưởng thành của Vĩnh Liên Bank trong hành trình thực hiện sứ mệnh của mình. Một ngày mới đã ra, mang những tia nắng soi mình qua những cửa sổ, nơi ghi dấu thanh xuân của chúng tôi. Nơi ấy, chúng tôi đã nguyện chọn cùng với đại sở sống và làm việc để làm đẹp những giá trị của đời.
không những tham gia bên ngoài là hệ thống để sẵn sàng cho cuộc cách mạng thay đổi. Tôi đã gặp người con gái ấy, người đã cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu, sẵn sàng nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Sắc áo thiên thanh đã bao lần phai bạc, nhưng màu xanh của niềm tin và hy vọng cứ lớn dần trong tôi. Trong tôi giờ đã có hai gia đình, một gia đình lớn Việt Tiếp Bang rộn ràng tình đồng nghiệp và một gia đình nhỏ luôn đầy ắp yêu thương. Cứ lỡ dù màu áo trắng.
Bye.
chương trình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng Việt Tiên Banh 35 năm khát vọng đổi mới của Việt Tiên Banh chi nhánh Hoàng Mai đến đây được kết thúc. Xin gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý lời chào.